Đây đây mọi người, ngày hôm nay bé Mai sẽ qua ăn thử thách cái mâm chả cá này. Sẽ tầm 7 giờ hoặc là 7 rưỡi thôi. Thôi mình hẹn mọi người 7 giờ rưỡi đi. Là tối nay, bên đây chủ nhật ha. Thì cái mâm này giải thưởng của nó là 3 triệu nếu hết cái mâm này. Và cái cân nặng là 4kg nha mọi người. Thời gian là 40 phút. Thì mọi người tối hôm nay mọi người vô xem live stream để xem thử là bé Mai có thử thách hết cái mâm chả cá này hay không. Nhưng mà mình nghĩ chắc Mai lại là chỉ có đưa tiền trước thôi. Chứ Mai đối với Mai thì hai tô bún sứ mà ăn được thì cái mâm này thật sự nó cũng không bao nhiêu đâu ha. Rồi nếu mọi người có chơi thì ghé quán đến chơi ha. 208 Hậu Giang, phường 9, quận 6. Ok chưa? Thì cái mâm chả cá này nó sẽ gồm có chả cá chiên và chả cá hấp. Và đặc biệt á, nó nặng quá cho mình để xuống đi chị. Và đặc biệt á, khi mà mọi người ăn thì mới sẽ hỗ trợ cho mình thêm hành phi, ngò, nước chấm và có tô súp nước lèo riêng. Giống như cái đó là chỉ hỗ trợ mình ăn kèm thôi. Còn mình ăn hay không ăn thì cái vấn đề đó của mình. Đó. Giống như sợ bánh khô. Bánh sợ khô đâm đâu mới cho thêm một tô nước lèo để cho nó đỡ ngán mọi người. Rồi, cái gì mọi người tối hôm nay mọi người ghé quán đến chơi nha. Bye bye.